Các bạn nha, thì giờ mình đã đang live stream các bạn, mà tự nhiên mình chợt mình nghĩ ra được một cái trò chơi đây, nó cũng khá là vui. Dịch thì giờ anh em tập hợp cũng không được nha các bạn. Thì giờ anh em mình sẽ cố gắng làm video xây tour. Thì giờ có thể là mình nghĩ ra được màn nào, hay là mình có một trò chơi hay là bất kỳ gì đó, thì mình sẽ gọi từng anh em tới nha các bạn. Có thể là Nam, có thể là Hóa, có thể là Bình nha các bạn, chứ không thể tập hợp nguyên một team được. Thì hôm nay mình có nghĩ ra được một ý thì mình thấy nó cũng hợp lý này, mà mình nghĩ là cái màn đây mình sẽ chơi Nam, mình cần Nam nó giúp đỡ cho các bạn. Mình nghĩ Nam nó sẽ giúp nó hợp lý hơn hai anh em kia nha. Mình sẽ quốc Nam trước nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gọi thằng Nam xuống. Mình đang gọi đầu trời Nam nha các bạn. Giờ tình hình dịch bệnh đồ nó còn căng quá các bạn, mà chắc là bắt đầu từ ngày mai là Hân sẽ làm nước cho anh em của các chốt nha các bạn. Thì ở trong xóm của Hân là có chế lại gì kêu xuống đây đi lại, chưa kịp nói xong cái quần nó xuất hiện. Kêu xuống làm gì? Dịch bệnh ở nhà muốn mẹ đi quay quyển vậy. Dẫn còn có video đang sai quá. Qua dịch làm với ông làm gì cũng lên, làm gì cũng nô dữ không? Không nô mày, cũng thấy vậy chứ một ngày mà không ra video anh sốt lắm mày hiểu không Nam? Làm gì? Kêu xuống nhậu đi. Ông cũng tâm tinh tâm tố nữa. Cho quay gì quay luôn. Anh thấy mà đẹp trai anh quay chứ đụng, tính là mày đẹp thiệt nè. Được không? Mà dài sao mà anh có bù nè. Dạy bộ không đâu. Các bạn nhìn kỹ Nam đẹp trai chứ đâu phải giỡn đâu. Không, đẹp trai đâu, mét 2 mí nè. Đấy, mũi giặt dừa nè, không, miệng trái tim nè, đấy, mét giật giật nè, đó, không, đồ đẹp trai ở đây. Không, yên tâm, chúng mình giới thiệu cho một con. Đó là con cháu bà Sáu. What? Có. Có. Ôi, sao nhà anh? Có bà Sáu. Con tâm tố. Rồi làm gì? Rồi giờ không biết, mình cũng có lần quần nữa nha các bạn. Thì hôm nay chỉ có mình gọi Nam, thì hai anh em mình sẽ làm một video là sửa điện luôn nha. Bây giờ dịch quá buồn quá, giờ cũng biết cái gì, nhưng mà em phải dành cái thời gian dịch này đó, em ở bên gia đình hiểu không? Có cái việc gì làm, ví dụ như nhà mày có gì hư không, chuồng heo có hư không, có nuôi heo đâu hư, chuồng bò không, cũng có những gà chưa có mà heo bò không đâu ra. Chứ tao thấy có chuồng cừu có hư không. Thế ông im mẹ à mồm đi. Nhà Nam có hư gì nha các bạn, mà nhà mình có hư, hư điện, nhà mình hư điện. Gà nó lấy 2 tỷ nói nó chọt vô ô điện đụng nó chết hết rồi. Tao thiệt tâm tin tố mà chị, mình nói rằng thì Nam nó cũng tin. Thiệt. Giờ em có thể cầm giùm cái máy quay giùm anh được không? Sao? Rồi xong rồi ra hai anh em mình quay, mình ra mình chứa điện vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Cỡ nha các bạn, giờ mình không có quay được những cái video phức tạp thì ơn nhà có gì mình quay nói vậy, chứ giờ biết làm sao được bạn. Bạn theo chân hai anh em mình nha. Do được đi dứt được đó vậy, tiền giả là vui liền, tiền thấy cuộc sống vui không. Cái gì tao hỏi mày, bây giờ mình không làm video mà người hỏi sao mà mình nhà mình làm dịch mà đi làm. Quên chứ, mình sẽ nói lại thêm cái đoạn đây nữa nha các bạn, là bắt đầu từ ngày mai là mình sẽ nhờ vợ mình nha các bạn, sẽ nấu tất cả những cái món mà vợ mình có thể nấu, gọi là đồ nước uống giải khát, nói chung là nước giải khát, đỡ mà Hân sẽ mang tặng tất cả các cái chốt ở trong địa bàn của Hân nha, bao nhiêu chốt là Hân tặng hết nha các bạn. Mà và Hân sẽ làm cái điều này hàng ngày luôn, nói chung là vào mỗi buổi trưa thì Hân sẽ mang nước đi phát cho từng chốt nha. Cho em đi dữ. Ok, thì nói chung là sẽ thay phiên nha các bạn, do bởi vì không thể đi nhiều được. Ví dụ như Hân với Nam, rồi tới Hân với Bình, rồi tới Hân với Hó, rồi Hân với vợ Hân, đại loại vậy, chứ không thể nào mà đi quá ba người được nha các bạn, thành mình không có tập hợp được. Nên là mọi người cũng ráng cố gắng ủng hộ cho team mình để vượt qua cái dịch bệnh này nha. Hầu giờ sẽ không đỡ các bạn đợi lâu nữa, hai anh em mình vô cái một cái công việc thường ngày hôm nay. Được, thấy cười đẹp trai nhá. Nói chung là anh em là cũng không có gì, cũng không có được buồn nha. Không có gì đâu buồn. Đâu đi. Đây.
Tao xeo vô tao lấy cái thang đi dập đi. Vô cái cầu dao phía ngoài á, phía ngoài á. Hey, what happened? Vụ gì la dữ vậy? Hả? Đang đứng live mà đang live stream vậy tự nhiên mấy trăm người coi vậy tự nhiên giờ giờ khóa mè vậy giờ vô lại giờ đêm vô ai vô tự nhiên tắt cái cầu dao à? Ông chặt riêng cho bà chứ tới mà chớ tôi vậy bà. Ông tớ làm gì phá dữ mà. Quần sao tự nhiên mày chứ mày cho vậy lại vậy nam? Cho ông vô dập đầu dao vô chứa điện. Má tao mệt dữ mày. Công chuyện gì vậy? Cái dập cầu dao vậy? Đang làm công chuyện dọn đồ dọn hay sao không đâu vậy? À, ha ha. Giờ ai biết đâu tự nhiên không nó vô dập cầu dao anh biết đâu thôi chứ anh vậy? Quỳ cứ đi đủ đi đi đâu cũng xong sẽ công trình chuyện hết á. Buồn nam bọn mình trao lạ mày. Ông vô dập cầu dao chưa? Người ta mệt mà dứa rồi, tao biểu mày vô. Nghe vô mày đứng mày coi cầu dao vậy tao biểu mày dập vậy. Mày cho mấy gì cơ cầu dao ai biểu nó coi, ông có mấy không coi sao cứ kêu nó coi. Thì anh tính nói là tức à. Ông quần sao vậy mày? Thằng nam nó giật chứ anh liên quan gì đây? Đứng đó kìa. Mày tao hết. Mày tao hết cho mày. Thế quý nào mày cứ để mày bảo lòng mày xuống nhà tao có công chuyện à nam. Tao đi à? Mày đi vậy? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa? Oh no. Ông biết tính nghĩ ông biết mày đốt nhà tao mày ông mày cũng đốt mày. Thằng đốt hú. Bây giờ á, anh lấy cái máy quay ra anh quay giờ tóc mình mặn chồng tao biết mày. Mày phá xuống nhà tao mày phá. Mày nói lên tới cho mấy người nào tướng đâu là nó ngon lành lắm, nó hiền lắm. Mày phá. Ông chồng bà không bày bà. Ông chồng tao nào bày mày? Ông có bày. Có bày không? Anh làm gì có bày? Không có bày. Không có bày. Anh nói giờ anh không có bày. Nam nó tự làm thì nó tự chịu chứ tự nhiên liên quan gì anh. Khùng nè, bà đang là chim, đọc cái rắn. Mày biết tao đang ai chim không? Chẳng biết. Mày vô đây, mày. Mày bước vô. Quá chứ đâu bây giờ mày sao kỳ nam mà vô mày thấy livestream mấy mới mày vô mày phá à, mày ít nhất mày hỏi bè ăn bây giờ bè livestream tôi tách like tôi tách cầu dao được không đó chứ là tôi nói ao là mày tách đến nhất tách đang like mà tại vì mày này mày tách cho ông bè ông kêu nhập được dao chứ tôi cùng lấy nào có bay không ông bè hả làm gì có mặt nhưng mà tôi giờ tôi cũng phải công chuyện giờ tôi đứng tôi đôi coi tôi giờ cũng làm anh nữa chứ không phải hao đâu ngầu ấy nào đâu nha. Tự nhiên chặt đi chứ công chuyện người ta làm hết rồi mày cũng buồn sao tự nhiên sao không mệt máu chứ mày nó lỡ dập vào thầu rồi lại lại chứ gì đâu lỡ gì lỡ chúng chặt chuyện bọn ông biết mẫu lòng vô lại ấy đâu phải làm như trò hời ông cần bảo mày tôi không biết cái vụ gì hết hay nha mày đi vậy đó đồ mày nó đuổi mày gì vậy mày dày mệt chứ mày tôi kia được cái mà ác ông nhớ được gì quý nếu tới đây anh thông minh với bộ đúng không công bị chuyện đồ tàng không sao tàng tự nhiên không nhưng bữa giờ dịch em đâu có được chữ ai đâu đúng không quá điên anh thổi chứ chữ đâu phải ngờ của tôi điên sao vậy chơi chứ quả thì cái chuyện lâu mình chữ lại chuyện bình thường nhớ có gì đâu anh là anh thấy mọi chuyện nó rất là bình thường nên là em đừng có coi mọi chuyện nó quá quan trọng em hiểu không nhưng mà tàu nó tôi gì ông thâu chứ tậu phải... tậu mà sao nãy ai lấy cái chỗ đây quýnh nó hài rồi à, chứ phải làm như vậy chứ làm cái chuyện không đúng là bị phạt không nhưng mà sao anh thấy tậu thấy tậu chứ sao không tậu đúng không mấy người tự nhiên làm tôi cứ mở lần ở xuống này nữa kêu bà ăn gặp mẹ là bà chứ gặp mẹ là bà chứ làm gì à, tôi cứng mình chứ vậy nhưng mà em vừa thâu chứ em làm như kêu không mày giờ đứng xuống này nữa em ác quá mà biểu
mát quá mà ai chịu nấu. À, coi mẹ cả nhà, coi chừng cả nhà, nói đẻ rồi giờ bữa sau không giúp mẹ đâu. Thằng nó giận giờ, giờ lần thứ nhất là sợ sợ nó buồn mấy con nó đi từ từ chắc. Tự nhiên vậy, tự nhiên làm vậy không? Giờ đi thì mình lấy làm như sao sao quá nhỉ? Thì nó lỡ thâu cho em lại, nhanh nhanh luôn nhỉ? Đi nhanh chú mày, mày mới chuyện cái từ với chị lên đi nhỉ. Nãy giờ tại nãy giờ tao đang luyện cái thanh giọng tao á, hiểu không? Giỡn gì không? Giỡn gì? Giỡn. Giỡn gì? Thôi chứ quay lại đâu mà sợ vậy, anh em giỡn chứ. Thôi lỡ đầu nãy giờ quay up lên YouTube mà giờ lỡ đầu quay luôn chứ. Bây giờ thấy không? Đâu có video đâu. Đâu buồn quay video vui vô đâu. Giờ sao video chơi? Rồi chơi ấy. Rồi đầu chữ rồi, bình thường có đầu chữ. Ê, nhưng mà nhìn đứng này rất là nhìn mà đẹp trai. Là sao? Lên đây làm gì nữa? Thì thâu cho lỡ mẹ à. Tôi thấy hai mệt mà ông bà không lỡ gì bây giờ người tôi lạy luôn á. Em bây giờ đưa điện nấu nước cho lỡ gì nữa. Đưa đi hỏi cho đứng này. Tự nhiên tao đứng tao căng họng lên tao chứ rồi giờ tự nhiên mấy gì đòi tiền cho tiền nữa bay. Hay dữ bay. Đưa tiền mua thuốc để bọn cuốn này càng trâu chúng ta thục người đầu đây có vậy. Giờ đòi nhiều. Muốn nhiều. Bà cho ăn nhiều bà trời ai. Tự nhiên mấy gì tao hỏi nhiều là cứ mày lục ở trong cái túi tao chi vậy. Điều sợ quỷ quỷ có chừng ở nhà anh chị như người kêu tôi ăn thịt. Chớ anh thấy em còn sợ hướng chuyện nào? Bây giờ nó đưa tiền nó không nói mẹ. Chứ ông rắn lắm hay sao vậy? Hề thâu giờ hề thâu giờ cho 100.000 cũng được. 100.000 là gì bà? Cái miệng thì nói 100.000 là anh gì bà mà cái tay đưa lụm. Lụm nhá. Giờ lụm không? Đang thiếu tiền mà lụm. Dịch giá đang khô à. Đây. Quận được có 100.000 là anh gì nhất nhà anh vậy? 100.000 cũng mua hầu nước bắt tôi đừng không tận đứng tử để đúng rồi đúng rồi thâu kịp mày đừng không vậy đừng không vậy tao mất 100.000 ông thấy vô lý không dây đàn chồng bà ai biết em mới nói gì anh đừng nói thiệt với bà hai bà cho ông anh trông còn trông gà cũng được gì hết thiệt cũng được gì hết đó dây được rồi đưa nó đi đưa đây chứ đưa nhanh vậy cái mày nhớ mệt mày á nhàng nam bữa sau đừng xuống nhà tao nha lát giờ đừng có đừng xuống hả mà tao cũng có thích mày xuống nào tao chứ không mày thâu đi giờ thâu em đi lấy cái gì vậy? Đi rồi em đi rồi đi rồi. Oh my god, who the hell cares? Thâu ơi, ngại ngùng gì nữa cha? Ngại gì? Ngại gì nữa? Đưa tiền lại chứ đụng. Đưa đây. Đưa cho ông đấy. Ủa chứ coi chừng nhà nam đưa 100.000 thành 50.000 giúp giỡn trời cha. Gì đưa ông 50 nó đâu ông chùa ông biểu là sao không? Ủa đưa tiền đây. Gì đưa? Quả chứ 100.000 mày mới lấy con vợ đâu. Thì lấy con vợ bỏ đây vợ đâu. Đưa đây chứ. Quả chứ hai thằng nói đâu. Hai thằng nói gì? Lấy được tiền chưa đâu mà mày điên cái nam. Mày đâu mày tới giờ mày tính mày hốt của huyện mình đưa đi. Hả? Vậy? Ờ, thôi đưa cũng được. Ê hey. Đâu có 50.000 lẻ hề. Thì còn đây bể còn có 50 hề. Tưởng 100 đâu đưa quay. Tưởng xem đỡ tôi mua thuốc đó rồi tôi dán rồi chứ. Đó gì đâu đưa coi có được cho không? Không có. Thông như đã được rồi. Quá sao nhất tới giờ tao run quá mày. Tôi thấy vợ ông áp quá. Giờ tao vừa nha. Ông mày gì vậy? Kiếm được 1.000 ngon hả đi nha.